Hello các bạn nha. Thì đây là những cái cúp lưu niệm của ban giám khảo và ban tổ chức trong cuộc thi Beta Show ngày 25 tháng 4 năm 2021 nha mọi người. Thì đây là những cái cờ và cái cúp đây. Những cái bảng cá thì nào đạt giải thì được cái cúp là được nhất nha. Còn cờ thì được nhì với ba. Đây là cái khuôn viên cá thi của anh em và anh em ban giám khảo đang chấm điểm nè. Rồi, cái con trước mắt anh em á là cái con Koi Yellow Galaxy Copper nha mọi người. Form rất là đẹp luôn, màu cũng rất là đẹp luôn nha. Tại điện thoại mình mà quay hơi mờ á, thì thật ra nó rất là đẹp, màu nó cũng đẹp nữa. Nó là Petso với nó đứng đầu cái bảng màu nha mọi người. Cũng là con cá đẹp nhất luôn nha, chùm giải luôn đó. Con này được 500 đô nha mọi người. Rồi, mình với vợ mình thì hai người đi thi ba con. Và được một em có giải nha mọi người. Đây, em ấy được giải nhất. Và em ấy chính là Nemo Junior. Cảm ơn tất cả anh em đã xem nha. Thấy cho một like nha mọi người.